Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì tôi sẽ tặng quý vị và các bạn một cái tâm sự nghề, đó có tên là giọt nước mắt của vị hội thẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì ai cũng có một cái nghề và ai cũng mong muốn cái nghề của mình phát triển lên. Và tôi cũng vậy. Bên cạnh những cái sự tiết kiệm để có những cái đồng tiền phù hợp thì tôi cũng có những cái trăn trở của cái nghề. Thưa quý vị và các bạn, tôi làm nghề luật sư 10 năm. Và trong những 10 năm đó, tôi có những cái câu chuyện đứng ở góc độ nghề nghiệp là một người luật sư thì rõ ràng không thể nói được bao nhiêu câu chuyện. Và hôm nay tôi sẽ quyết định kể đến quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tên là giọt nước mắt của vị hội thẩm. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tôi ra phiên tòa với tư cách là luật sư đại diện cho bị đơn. Cái câu chuyện của gia đình họ như thế này quý vị và các bạn. Người cha trong cơn thập tử nhất sinh, ông mới được các con chăm sóc. Và khi mà thấy rằng không thể qua nổi được cái tình trạng trên thì ông đã nhờ dịch vụ đến nhà để làm cái thủ tục tặng cho hai con. Mỗi một con là một phần diện tích. Và cái việc mà ông nhờ dịch vụ làm cái giấy tờ đó thì do chi phí toàn bộ là ông trả. Thì bẵng đi một thời gian sau, mặc dù là tặng cho con bằng hợp đồng, tuy nhiên trong một thời gian sau thì ông khi nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông vẫn quản lý sử dụng, ông vẫn giữ bản chính tên hai con. Và đất thì ông cũng chưa giao cho các con quản lý sử dụng ngày nào hết. Và ông lấy cái tiền hoa lợi lợi tức để mà nuôi sống bản thân. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện sẽ chẳng có cái gì mà quá lớn nếu trong trường hợp gia đình họ không có những mâu thuẫn. Về phía người con, họ bảo rằng là người cha có một cái sự thiên vị trong gia đình và họ quyết định khởi kiện tại tòa án sau khoảng 3-4 năm được tặng cho. Và vì khởi kiện ở tòa án cho nên họ nhờ luật sư đi đại diện ủy quyền. Và luật sư của nguyên đơn đã hoàn tất toàn bộ thủ tục khởi kiện ở tòa. Thì trong cái quá trình thủ lý giải quyết ở tòa thì tòa đã nhiều lần quý vị và các bạn mời nguyên đơn lên là những đứa con, bị đơn là ông bố, để hòa giải, kéo họ lại với nhau. Lý do tại sao đạo đức xuống cấp như vậy, lý do tại sao người con phải đi kiện người cha. Thưa quý vị và các bạn, ở đây tôi không lòng một cái câu chuyện theo hướng pháp lý, mà tôi chỉ lòng một cái câu chuyện theo hướng gia đình, kể một cái mặt của một người luật sư nhận thấy giọt nước mắt của vị hội thẩm. Và chúng tôi mong muốn là kể một câu chuyện mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, một cái khi hai người con khởi kiện bố tại tòa thì luật sư cũng đã có một cái yêu cầu phản tố, đưa ra những chứng cứ, những viện dẫn rằng thì là rất nhiều cái việc cho này chỉ mang tính chất hình thức, thực tế ông không có nguồn thu nhập và các con thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Và ông cho rằng đây là hợp đồng tặng cho có điều kiện. Tôi không xoáy về nội dung, nhưng tôi xoáy về cái đạo đức của những người con, người cha trong vụ kiện. Tại phiên tòa thì may mắn là vị luật sư đại diện ủy quyền đã không đến và trao lại cái quyền đó cho nguyên đơn. Tức là tại tòa, ngoài hội đồng xét xử, ngoài hai vị luật sư của nguyên đơn bị đơn là nhân vật chính, là
người con trình bày cái nội dung khởi kiện và người cha trả lời cái nội dung khởi kiện. Thật ra đau xót lắm. Nếu quý vị và các bạn thấy được rằng một cái phiên tòa thì trong cái quá trình mà hỏi như vậy thì vị hội thẩm đã hỏi rất nhiều lý do tại sao con phải đi kiện cha. Mình là con gái, mình phải thương ba mình mới phải. Tại sao mình, người ta không có tài sản, người ta vẫn có thể chăm sóc được cha? Tại sao mình vẫn có nghề nghiệp, mình vẫn có thu nhập, trong khi cha mình ở cái lứa tuổi hơn 70 tuổi phải sống một mình cô quạnh? Và chị nhấn mạnh, tôi còn thấy một cái cảm giác dân trào của vị hội thẩm nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, một cái cảm giác dân trào của vị hội thẩm. Chị bảo rằng là chị chưa bao giờ có một cái vụ chị tham dự một cái phiên tòa với một cái vụ kiện mà nó kỳ thế. Con, cha mẹ nuôi, sinh ra, dưỡng dục, cho con nghề, con nghiệp, tại sao mình đi kiện? Và thậm chí rằng là chị hỏi đến một cái câu mà người con hỏi rằng tiền bạc thì tính riêng, tình cảm kiện vụ kiện này đi rồi tính tiếp. Và chính tôi cũng đã hỏi chị một câu, và tôi khi mà tôi hỏi thì tôi có lòng vào một cái câu trả lời. Chị, đối với câu hỏi này chị có quyền trả lời mà không trả. Tôi bảo rằng nếu ông cụ mất thì chị có đeo tang hay không? Thì dạo chị trả lời là đến thời điểm đó rồi tính. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại là tốc độ đô thị hóa, những cái phương tiện truyền thông, nó bên cạnh những cái việc tốt về cập nhật những cái thông tin một cách nhanh nhất từ ở nửa bán cầu của quả đất, thì bên cạnh đó cái sự kiên nhẫn, cái đạo đức của xã hội ngày nay xuống cấp nhiều quá. Nếu như ngày xưa những cái vụ kiện như thế này sẽ bị lên án, thì hiện tại họ cảm thấy những cái vụ kiện nó tương đối bình thường. Thưa quý vị và các bạn, tôi không phân tích ở đây rằng là cái mâu thuẫn giữa cha và con để dẫn đến cái chị nguyên đơn này, hai chị nguyên đơn này khởi kiện ở tòa án. Vì tôi cho rằng người cha trong vai trò bị đơn, họ cũng có những nỗi niềm riêng. Ông bảo với tôi rằng tôi có tổng cộng là 8 người con, một người bị mất tích. Tôi muốn cho hai người con này, vì họ là độc thân, sau này họ sẽ chia đều cho tất cả các anh chị em. Ông có lý của ông chứ. Còn hai chị em thì bảo rằng là hồi đó ba cho, nhưng bây giờ thật sự là vì ba la, ba chửi, ba đánh, ba mắng gì đó, cho nên bây giờ kiện để đòi lại. Luật sư thì cho rằng một câu cuối cùng để nói với hội đồng xét xử rằng, thưa hội đồng xét xử, trong vụ kiện này, chi phí cho việc lập thủ tục tặng cho, tất cả cái thủ tục về hành chính sang tên đăng bộ, và cho đến thời điểm hiện tại, ngoài những cái chi phí mà các chị phải chịu như là tạm ứng ngắt phí, như là tiền thuê luật sư, thì cho đến thời điểm hiện tại có ba yếu tố mà các chị quên rằng không làm được. Thứ nhất, đó là nguyên đơn chưa bỏ một đồng cho cái chi phí của cái phiên tòa, chi phí của việc sang tên đăng bộ. Thứ hai là giấy tờ nhà đất chỉ chưa một ngày được cầm nắm lấy. Và điều thứ ba, đó là kể từ hơn 10 năm, ông cụ tặng, ba của họ tặng cho họ, nhưng mà đất họ chưa có một ngày quản lý sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, tôi có bức xúc với khi mà luật sư đồng nghiệp, luật sư nguyên đơn bảo với tôi rằng sau khi anh rào đón một số tình tiết, thì anh bảo với tôi rằng
Tôi cho rằng vụ kiện ngày hôm nay sẽ dựa trên những quy định của pháp luật và tách hẳn ra khỏi cái quan hệ nhân thân là cha con. Điều này là không đúng, thưa quý vị và các bạn. Nếu họ không là cha con thì ông cụ này có thể bán cái phần đất này, chuyển nhượng cái phần đất này để lấy tiền mà xài. Và nếu họ không là cha con thì pháp luật sẽ không có về mặt gọi là thủ tục hoạt động tặng cho, sẽ không tính thuế. Và nếu không là cha con thì có lẽ rằng là cái chị hai nguyên đơn này họ đã đòi lại từ cái khi mà họ nhận. Cho nên quan điểm của tôi và quan điểm của luật sư đồng nghiệp, hai bên đều khác nhau. Mỗi người có những cái quan điểm về bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bảo vệ quyền lợi cho bị đơn. Nhưng chúng ta không thể tách rời một cái vụ kiện. Tôi cho rằng một cái vụ kiện mà nguyên đơn là con và bị đơn là cha. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là những cái tâm sự nghề. Và tôi cũng có một, tôi cũng mong muốn trải lòng với cái nghề của mình. Và ông bảo với tôi rằng là tại sao luật sư bên kia lại nhận những cái vụ kiện như vậy. Thì tôi cho rằng nếu tôi nhận cái vụ kiện bên kia, tôi sẽ nói như thế này. Và nếu rằng hai chị này vẫn tiếp tục khởi kiện thì tôi sẽ như thế nào. Và chắc có lẽ trong cái quá trình làm nghề, trong cái quá trình làm luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nguyên đơn, nếu đặt trường hợp người con kiện người cha, chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ. Và điều đầu tiên, trước khi khởi kiện ở tòa, tôi sẽ có những cái động tác hòa giải giữa cha con, giữa gia đình. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ luật sư cũng hơi dông dài, tuy nhiên đây là một loạt cái video cũng mong muốn trải nghiệm cái tâm sự nghề. Chắc chắn là sau này tôi sẽ có những cái câu chuyện về nghề luật sư để quý vị và các bạn biết được rằng trong mỗi luật sư cũng có những cái trăn trở, những cái lo toan về mặt đạo đức, về góc độ pháp lý của từng luật sư. Và trên hết rằng cũng mong muốn rằng cái việc hành nghề của mình nó nằm trong lằn ranh giữa pháp luật và đạo đức, cũng như những cái mối quan hệ của gia đình, để khi nào đó khi bước ra một cái cuộc sống thì luật sư vẫn là một người con trong một gia đình, một người chị của một gia đình, một người chú bác, một cái hàng cửa ghế. Cái mà điều đầu tiên khi tôi học, khi quá trình hành nghề, các thầy ở Học viện Tư pháp bảo rằng luật sư phải tuân theo quy định của pháp luật trước khi, và nghiêm túc trước khi mình hành nghề. Đó là cái điều mà tôi sử dụng như một cái kim chỉ nam trong cái quá trình hành nghề. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ video của tôi trải nghiệm về quá trình hành nghề cũng thật là khó khăn để mà chuyển tải đến thông điệp. Nhưng tôi mong qua video này các bạn hiểu thêm về nghề của chúng tôi. Không phải là cái nghề chỉ có mang tính chất rằng là giúp người, cũng có những cái trăn trở, những cái lo toan phải như thế nào là đúng nhất, đúng quy định của pháp luật, đúng về pháp luật đạo đức xã hội. Xin trân trọng cảm ơn.